mấy anh em ở bên chỗ quẫy nhà anh Tùng thầy cúng đúng không? Mày định trưng biển linh tinh à? À rồi, bên chỗ quẫy nhà thằng Hùng bóc con đúng không? Hai hôm nay chắc là mới về bịt mặt bịt mũi Hùng bóc con đúng không? Đấy người yêu tôi. Va chạm gì mà chuyện gì mà căng thế? Ờ anh Lâm đây, anh Lâm đây. Anh nhờ cái này tí. Người yêu anh đi làm về muộn thì có tí va chạm với mấy anh em bên quẫy đấy ở đầu xóm. Ô, Ngân à? Ôi dồi, sao dạo này nhìn khác ấy, tôi không nhận ra. Trời ơi, tôi cũng nhận là bà đâu. Nhìn ăn mặc như này tôi tưởng con trẻ trâu nào giống bà thôi. Nhưng mà lúc bà quay lại nhìn thấy cái nếp nhăn kia ấy thì tôi nhận ra rồi. Hóa ra là cô bạn U40 mà đang cosplay gái 18. Buồn cười, ngày xưa gọi đó là Ngân mù dở anh ạ. Nó đứng cạnh nhau mà nó không nhận ra ai. Thế mà bây giờ già rồi mắt lại tinh thế. Tôi nghe nói là bà mới ly hôn đúng không? Rồi không sao đâu. Cái thời buổi bây giờ cái chuyện tình cảm với kiểu hôn nhân thất bại là chuyện bình thường ấy. Đâu phải ai cũng có được cái con mắt lựa chồng tuyệt vời đến như tôi đâu. À, sao không thay đồ à? Ừ. Ô anh Hà, em chào anh. Ô Quân. Ai đây anh? Đây là Thổ Quân. Một doanh nhân thành đạt, cậu này giỏi lắm á. Chờ chút nhé, xong lát nữa bọn mình cùng đi.